Xin chào những quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với Yuska Việt Nam. Và ngày hôm nay Thuận sẽ đổi một cái view khác hơn, một cái view ngay trước mặt của salon Yuska Việt Nam. Và chiếc Mazda 6 này được đặt ở đây. Từ nãy đến giờ thì rất nhiều người phải ngoái lại nhìn về độ đẹp của nó. Và đây là một chiếc Mazda 6 2.0 Premium model 2021 đã được trang bị gói cao cấp. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết. Đầu tiên là một phần đèn pha full LED có thích ứng cũng như là đánh theo góc đánh lái. Đó, rất đẹp mắt theo ngôn ngữ Kodo. Phần mặt ca lăng phía trước sẽ có một cái giải chrome to bà. Đó, cũng như là những chi tiết nhỏ thôi, nhưng nó được thiết kế rất tỉ mỉ dạng 3D ở đây. Ở chính giữa có một cái logo Mazda dạng 3D lồi lên, cũng như là một cái mắt cam trong hệ thống cam 360 của chiếc xe này. Đó, ở phần mặt trước chúng ta sẽ có một cái một bộ đôi cảm biến ở phía trước. Lái xe rất là an toàn, cũng như là một phần đèn định vị đó dạng ánh sáng vàng kết hợp cùng với bên trên này. Nó sẽ tạo ra độ tương phản và rất là đẹp mắt. Kéo ra phần hông, gói trang bị cao cấp này sẽ bao gồm thêm một cái mặt la răng 19 inch sơn màu xám mờ, rất là hợp với cái màu ngoại thất của chiếc xe này. Đó, và một phần lốp của Bridgestone, vì đây là một chiếc xe mới chạy chuẩn 10.000 km mà thôi, nên là phần lốp này còn rất mới, cũng như các cái gai lốp và ta lông còn rất là dày. Rồi, phần tiếp theo lên bên trên chúng ta sẽ có một phần gương chiếu hậu sơn đồng màu với thân xe, có giải LED xi nhan cũng như là một cái cam trong hệ thống cam 360 ở đây. Gương này thì có cảnh báo điểm mù cũng như là gập điện, chỉnh điện, sấy điện. Phần tay nắm cửa sơn đồng màu với thân xe và mở cửa một chạm. Rồi, kéo về sau. Đó, về độ mới của chiếc xe này qua video, qua hình ảnh, quý vị và các bạn cũng có thể hiểu được là nó mới như thế nào. Đó, phần đèn hậu cũng rất là đẹp mắt, cũng full LED, cũng thiết kế rất là ăn nhập với cái phần đèn phía trước, với những cái giải chrome sáng bóng ở đây, tăng cái sự sang trọng và lịch lãm cho chiếc xe này. Ngoài ra cũng có một thêm một cái cam trong hệ thống cam 360. Và ở đằng sau này chúng ta sẽ có 4 cảm biến lùi, giúp lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Đó, cũng như là hai cụm pô mạ chrome và là pô thật. Đó, chiếc xe này thì cốp sẽ chỉnh cơm với một cái phần diện tích khoang cốp rất là lớn, thì chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Cốp rất sâu. Đó, và chúng ta sẽ cùng vào mấy phần, cùng nhau vào đến phần nội thất đi. Về phần vật liệu thì Mazda luôn luôn làm rất tốt, và những chiếc xe của Mazda đã được những cái giải thưởng về thiết kế nội thất quốc tế, nên chứng tỏ rằng nó phải như thế nào thì nó mới được cái giải thưởng như thế, đúng không ạ? Chúng ta cùng tìm hiểu. Đầu tiên sẽ cùng đến với phần màn hình kích thước 8 inch có Mazda Connect. Đó, có dẫn đường cũng như là rất nhiều cái tính năng an toàn chúng ta có thể thiết lập được ở đây. Rồi, đầu tiên là những tính năng an toàn đi. Có phanh khoảng cách. Đó, có giữ khoảng cách với xe phía trước này, phanh khoảng cách trước sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo lái xe mất tập trung, cảm biến xung quanh xe, camera 360 độ. Và chiếc xe này sẽ có một hệ loa của Bose với 11 loa xung quanh xe. Đó, chiếc xe này thì cái hệ loa này sẽ có những cái tính năng rất là hay ho, ví dụ như là có thể chỉnh được độ mờ ở phần phía trước và phần phía sau xe, chỉnh được độ cân bằng trái phải. Đó, cũng như là nâng cấp lên âm thanh vòm, công nghệ Center Point và công nghệ Audio Pilot sẽ giảm được tiếng ồn từ động cơ. Đó, rất nhiều cái hay ho. Cũng có thể chỉnh được cảm biến gạt mưa tự động ở đây, về khóa cửa cũng như là về đèn. Đó, kéo xuống bên dưới một chút, chúng ta sẽ đến với phần điều chỉnh về điều hòa. Chiếc xe này ở đằng trước này sẽ có điều hòa hai vùng độc lập, và về mặt thiết kế thì rất dễ dàng sử dụng và dễ hiểu. Đó, cũng sẽ dễ dàng làm quen với chiếc xe này. Đây là hai nút làm mát ghế. Đó, phần bên dưới này chúng ta sẽ có một cái DVD được thiết kế rất là gọn gàng ở đây, và một cái phần sạc không dây
Tuyệt vời. Ở đây thì chúng ta sẽ có, rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái cần số có điều chỉnh số tay, cũng như là một chế độ lái sport. Đó. Phanh tay điện tử auto hold. Cái thiết kế rất là Nhật Bản ở đây. Đấy, tinh tế và đơn giản. Riêng phần học để đồ thì thuận trên này, nó hơi nhỏ. Và sẽ có cái cổng 12V, khe cắm SD, hai cổng USB và AUX. Về mặt vật liệu ở phần tì tay này rất là dễ chịu luôn. Đấy. Vừa phải và nó không tốn quá nhiều diện tích nhưng mà vẫn rất là dễ chịu. Phần ghế này thì chúng ta sẽ có, như Thuận đã nói, có làm mát ghế. Và về phần ghế da, thế đây là ghế da Nappa nhưng không phải giống CX-8 nó mềm, thì ghế da của chiếc xe này thì nó sẽ cứng hơn và thể thao hơn một chút. Điều chỉnh điện 8 hướng cho cả ghế lái và ghế phụ, cũng như là ghế lái thì sẽ có phần lưng này, sẽ có bơm lưng. Đó, kéo lên một chút. Rồi, kéo lên một chút đến phần vô lăng. Phần vô lăng bên này sẽ có là cruise control và giữ khoảng cách với xe phía trước. Bên này thì sẽ có đàm thoại rảnh tay. Đó. Cũng như là tăng giảm âm lượng. Vô lăng này sẽ có nút hai cái lẫy chuyển số ở phía sau này, tăng cái cảm giác thể thao hơn. Như Thuận đã nói thì xe cũng có cảm biến gạt mưa tự động cũng như đèn pha tự động thích ứng. Ở phần mặt trước này chúng ta sẽ có một cái cụm 3 đồng hồ. Ở đây là phần màn hình hiển thị những thông tin của chiếc xe, mức xăng, odo, vân vân, những cái tính năng khác nữa. Và ở giữa này thì sẽ là màn phần đồng hồ công tơ mét về tốc độ, cũng như bên này thì là giải vòng tua. Bạn Carmen có thể sang bên này giúp mình được không? Thuận rất thích ở chiếc xe này, đấy là mặc dù là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, bạn sang bên này giúp mình. Mặc dù là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, tuy nhiên thì đây là một chiếc xe gần như không có những nút chờ. Đó, những chiếc xe Nhật Bản thì rất hay có những nút chờ, nhưng chiếc xe này thì không có những nút chờ. Đó. Nút tắt i-stop này, cảnh báo tắt, cảnh báo trạch làn đường này, tắt cân bằng điện tử này, camera 360 cảm biến này. Đấy, nó chỉ có một nút chờ ở đây thôi. Và đây là nút rèm che nắng ở phía sau. Thì chiếc xe này ngoài ra ấy, trong gói cao cấp này thì sẽ còn có thêm một cái HUD kính lái. Đấy, bạn phải quay vào đây thì mới nhìn được. Rồi, nhìn thấy rồi. Đó, về phần cánh cửa đi. Những cái vật liệu nội thất của chiếc xe này rất là đẹp. Đó, một chiếc xe đã được những cái giải về thưởng về thiết kế thì chắc chắn là nó phải luôn luôn là phải là tốt rồi. Ở đây thì sẽ có lên xuống kính một chạm cho cả bốn kính luôn. Đó. Thuận sẽ ngồi về phía sau đi. Đây là một chiếc xe có chiều dài cơ sở lên đến 2,83m. Tức là chiều dài cơ sở này dài nhất phân khúc. Chính vì điều đó giúp cho chúng ta sẽ có một cái khoảng không ở phía sau rất là rộng rãi. Đó. Ghế da này thì mềm này, mềm hơn ở đằng trước, thế mới hay chứ đấy. Đây, một người cao 1m8 như Thuận, khoảng chân là rất là rộng, khoảng đầu. Đó. Rồi, ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có những cái phần đèn rất là sáng ở đây, đọc sách này, rồi là có một cái phần cửa sổ trời, giúp không khí trong xe nó thoáng đãng hơn. Ở giữa này thì có một bệ tì tay. Đó. Có chỗ để cốc, có chỗ để điện thoại tiện lợi và một ngăn. Ở chỗ này thì chúng ta có thể, ở đây thì sẽ có hai cổng USB mà bạn Carmen có thể không quay được, nhưng ở đây có hai cổng USB. Đó. Cửa gió cho hàng ghế phía sau. Hơi tiếc thì chiếc xe này sẽ có một cái phần ụ lên ở giữa như thế này. Đấy, một điểm trên ở trên hàng thứ hai này. Rồi. Vừa rồi là những cái quan sát cơ bản của Thuận cùng quý vị và các bạn về chiếc Mazda 6 2.0 Premium model 2021 đã được trang bị gói cao cấp này. Và quý vị quan tâm có thể đến trực tiếp địa chỉ của Uscar Việt Nam, tầng 1 chung cư Hà Nội Homeland, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau xem chi tiết về chiếc xe này. Và chính sách bán hàng của Uscar Việt Nam thì Thuận sẽ cam kết với quý khách hàng, đó là cam kết bằng văn bản chiếc xe không có đâm đụng, ảnh hưởng khung gầm sắt xi, không có thủy kích, ngập nước, cũng như máy móc, khung gầm hộp số là nguyên bản, không lỗi, và số đồng hồ trên km của chiếc xe là hoàn toàn
là chuẩn chỉ và không tua 1 km nào cả. Đó, về giấy tờ pháp lý cũng chuẩn chỉ theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp cũng như phạt nguội. Nếu quý khách hàng ở xa, Uscar có thể là giao xe đến tận nơi cho quý khách ở trên toàn quốc, cũng như hỗ trợ những khoản vay lên đến 70% giá trị xe, và hỗ trợ những vấn đề thủ tục mà mua bán sang tên đổi chủ về giấy tờ. Đó, quý khách hàng đến đây có thể mang xe đi test ở bất kỳ mọi nơi nào mà quý khách hàng muốn, để chất lượng làm sao đảm bảo nhất theo yêu cầu của mình. Và hãy liên hệ theo số hotline đang ghi trên màn hình của Thuận, đó 0911231915. Rất cảm ơn quý vị đã quan sát và theo dõi video này đến hết, và xin cảm ơn, hẹn gặp lại.